calo thực vật thì có 4 nhóm, trong đó 2 cái nhóm cổ điển đã được dùng từ lâu, đó là calo viên gan và calo phát sàn. Thì viên gan các chị học dược liệu rồi ha, được chiết xuất từ cây dược cả, và cái nhóm này cho tới hiện nay thì có 3 cái hoạt chất đã được ứng dụng trên lâm sàng, đó là viên pristin, viên plastin và viên novanvin. Thì cái cơ chế của nó đó là nó ức chế sự hình thành collagen sắt, nó ức chế tập hợp các cái tiểu phân beta tubulin của cái vi sỏi trong collagen sắt lại, để cho collagen sắt không có thể thành được. Và cơ chế đề kháng đó là nó giống như kháng sinh nên nó tạo được cái bơm lipoprotein ở màng và nó bơm thuốc ra bên ngoài. Cái cơ chế tiếp theo chúng ta cần lưu ý đó là cái tình trạng đề kháng chéo giữa các cái thuốc có cấu trúc sồn kềnh như là kháng sinh, kháng ung thư hoặc là nhóm anticaloid, viên ca tắc xanh. Khi chúng ta bị đề kháng một cái này thì nó sẽ bị đề kháng cái còn lại. Và cái cơ chế đề kháng thứ hai đó là nó thay đổi cấu trúc của các beta tubulin làm cho thuốc của mình không có tác động lên beta tubulin được. Thì đây là cái hình ảnh về cơ chế tác động. Chúng ta thấy để tạo được cái homo sắt thì chúng ta cần các cái vi sợi, cần các cái ống. Thì các cái ống này được tạo thành bởi các cái tiểu phân beta tubulin và alpha tubulin, thì nó sẽ gắn lại với nhau tạo thành các cái vi sợi và nó tập hợp lại để tạo thành cái homo sắt. Thì cái thuốc của mình nó gắn vào cái beta tubulin và cho beta tubulin này không gắn được vào phức hợp và tạo thành vi sợi. Và như vậy nhắc lại cái cơ chế đề kháng là nó có hai cơ chế chính, hoặc là nó tạo thành cái bơm lipoprotein để bơm thuốc ra ngoài, hoặc là nó biến đổi cấu trúc của beta tubulin để làm cái thuốc của mình không tác động vào được cái beta tubulin đó. Đây là công thức cấu tạo của ba cái hoạt chất trong nhóm alkaloid viên ca. Thì những cái vùng mà nó nằm trong cái phần màu hồng hơn đó là những cái vị trí quyết định hoạt tính động tế bào. Rồi nhóm alkaloid tiếp theo mà hiện nay người ta sử dụng nhiều nhất và đắt nhất ha, đó là alkaloid phát sàn. Thì nó được chiết xuất từ cây phong đỏ và có hai cái hoạt chất được sử dụng, đó là oxytocin và docetaxel. Thì cơ chế của nó lại ngược lại so với alkaloid viên ca. Viên ca có nghĩa là nó không hình thành cái homo sắt được. Còn cái tắc xanh là homo sắt không khi hoàn thành nhiệm vụ. Thì các chị nhớ cái hình hôm trước ở cái file M ha, tôi có chiếu lại cho các chị thấy. Thì homo sắt nó phải biến mất thì tế bào nó tách thành hai tế bào con. Thì ở đây cái tắc xanh thì nó ngược lại, nó làm cho homo sắt không phân hủy được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Do đó tế bào nó không phân chia thành hai tế bào con được. Vậy tôi nhắc lại ha, cùng là alkaloid nhưng cái cơ chế của tắc xanh và alkaloid viên ca nó hoàn toàn ngược nhau. Một cái là tác động lên sự hình thành homo sắt và một cái là tác động lên sự biến mất của homo sắt. Về cơ chế đề kháng thì cũng tương tự như alkaloid viên ca, nó tạo cái bơm lipoprotein để bơm ra ngoài. Và một cái phần lưu ý trong cái phối hợp điều trị đó là một số phác đồ thì người ta sẽ dùng cái nhóm platin kết hợp với oxytocin trong cái nhóm phát xa. Thì khi chúng ta sử dụng như vậy thì cái nhóm platin nó có cái tác dụng phụ của thận, nó gây động thận, gây suy giảm chức năng thận. Do đó chúng ta lưu ý là phải dùng oxytocin trước. Bởi vì nếu chúng ta dùng cái cisplatin trước thì nó sẽ làm suy giảm chức năng thận và lúc đó nó sẽ làm giảm tổng hại chức thuốc của mình và nó sẽ làm tăng độc tính. Do đó tôi nhắc lại, khi trong cái phác đồ của mình mà các chị thấy có phối hợp cái nhóm platin, ví dụ cisplatin với oxytocin hoặc các thuốc khác cũng vậy ha, các chị lưu ý là mình phải dùng các cái thuốc mà không độc thận trước, rồi sau đó mình mới dùng qua các cái thuốc có nguy cơ tác dụng phụ là gây độc thận. Tại vì nếu chúng ta dùng các cái thuốc độc thận trước thì nó sẽ làm suy giảm chức năng thận và nó sẽ làm giảm tổng hại thuốc, nó sẽ tăng tác dụng phụ. Và trên lâm sàng thì chúng ta thấy thường họ sẽ dùng oxytocin trước 3 giờ, sau đó mới dùng qua cái cisplatin. Thì đây là cái cấu trúc của hai thuốc trong nhóm tắc xanh, oxytocin và docetaxel. Chúng chị ghi theo cái chữ này đã được trên đúng mà, chúng này chữ A do thì đánh xanh.
Thì cũng tương tự những cái vùng mà nằm trong màu hồng nhạt ha, phải là những cái vùng quyết định mạng tính tập tế bào. Các cái chỉ định của viêm gan thì các anh chị thấy cũng liên quan tới cái bạch cầu thông kinh ha, hoặc là những cái ung thư liên quan tới sinh dục như là vú hoặc là tim mạch phổi. Đối với viêm huyết tinh thì nó có thêm cái phần ung thư xương, rồi paclitaxel và docetaxel thì hai cái chỉ định chính của nó đó là ung thư vú và buồng trứng. Mà đối với hiện nay thì bắt đầu phát triển thêm cái ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ, rồi ung thư đầu bàng quang cổ. Thì những cái ung thư này là phát đồ phối hợp, có nghĩa là chúng ta phối hợp thêm paclitaxel hoặc docetaxel trong phát đồ chứ không dùng một mình. Còn dùng một mình thì chúng ta có ung thư vú, buồng trứng và phổi. Về tác dụng phụ thì các chị lưu ý đối với cái docetaxel và paclitaxel thì các chị thấy có một cái tác dụng phụ đặc biệt đó là nó gây hạ huyết áp. Những cái phần khác cũng không khác gì thì nó có nghĩa là giống cái phần đại cương chung nên, còn những cái phần có đặc trưng thì nó sẽ không có khác gì. Thì các chị lưu ý ở đây đối với lại tắc xanh, các cái ta xem, đôi xương ta xem thì nó có tác dụng phụ hay là gây hại. Và một cái lưu ý tiếp theo đó là nó có cái tác dụng phụ gây những cái rối loạn của thần kinh ngoại biên, và người ta dùng cái thuốc như là kháng histamine để tăng dụng phụ. Hai cái nhóm alkaloid mới, và những cái alkaloid này thì nó xuất phát từ những cái dược liệu có nguồn gốc ở Nam Mỹ ha. Và hiện nay thì bắt đầu người ta cũng đang phát triển những cái thuốc này, đó là nhóm epimonofenotoxin, cái tên hơi dài, cái tên nhóm thì dài, cái thuốc thì là tên ngắn. Và nhóm thứ hai đó là cantophosin. Thì nhóm cantophosin gồm có những thuốc là imipramine và topotecan. Nhóm epimonofenotoxin thì có hai thuốc đó là etoposide và tenofovir. Thì các chị thấy cái thuốc etoposide hiện nay người ta phát triển rất là nhiều, đang phát triển theo cái hướng là etoposide nhiều hơn. Thì hai cái nhóm này nó có cái cơ chế tác động giống nhau, đó là đều ức chế enzyme topoisomerase, đó là cái enzyme máu sẵn ADN. Thì hai cái enzyme topoisomerase 1 và 2 thì nó có cái vai trò khác nhau trong quá trình máu sẵn, thì các chị tham khảo thêm. Nhưng nói chung lại thì nó đều là enzyme topoisomerase và nó đều tác động lên quá trình máu sẵn ADN. Thì đây là cấu trúc hóa học của bốn cái thuốc trong hai nhóm dược mới và các cái dược liệu này. Mình sẽ nhắc lại dược liệu này nó ở Nam Mỹ. Về cái nhóm ketoposan, các anh chị thấy chỉ định của nó rất là rộng, cũng gần như là các cái thuốc viêm gan. Các chị thấy ung thư vú, phổi, tinh hoàn, bệnh cầu hóc tim, không hóc tim và những cái bệnh bạch cầu cấp bệnh trẻ em. Còn nhóm irinotecan và topotecan thì ít hơn, nên các chị thấy người ta ít phát triển theo cái hướng của cái nhóm này. Chỉ có ba cái chỉ định chính, đó là vú, phổi và tắc tràng. Tác dụng phụ thì các chị lưu ý cái nhóm etoposide cũng tương tự như paclitaxel, đó là gây hạn huyết áp. Và cho đến hiện nay đôi khi mình cũng không thể giải thích được tại sao, nhưng đặc biệt nó là cũng rất là dữ liệu không có giải thích được. Tuy nhiên các chị lưu ý dùng đó là cái tác dụng phụ gây hạn huyết áp thì nó xảy ra ở hai cái nhóm alkaloid thực vật, đó là tắc xanh và cái nhóm topoisomerase.